안녕하세요. 저는 수업학원의 수아라고 해요. Xin chào các bạn, mình là Su Hào đến từ Trung tâm Tiếng Hàn Sau. Và hôm nay mình đang xuất hiện trở lại cùng với series video hoàn toàn mới học tiếng Hàn qua bài hát. Và bài hát đầu tiên mà chúng ta muốn gửi đến các bạn đó là Lion của G-Idle. Và nếu các bạn quan tâm đến showbiz Hàn gần đây thì chắc hẳn cũng biết bài hát này đang oanh tạc trên các bảng xếp hạng đúng không ạ? Vậy thì nội dung của bài hát đầy tình ngữ quyền này nó như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài học sau nhé. 난 나의 눈을 가리고 이마에 몸을 맡기고 벗는 비듬을 망치고 사자의 춤을 바치고 나의 눈을 살피고 이마에 몸이 말리고 그걸 리듬을 갇히고 사자의 춤을 바치고 Đầu tiên sẽ là câu hát xuất hiện ở phần điệp khúc đúng không ạ? 난 나의 눈을 가리고 이 음악에 몸을 맡기고. Câu này có những từ mới nào nhỉ? 눈을 가리다, từ gốc nhá, 눈을 가리다 tức là bịt mắt, che mắt lại. Và 맡기다, từ gốc ạ, 맡기다 thì có nghĩa là phó thác, giao, gửi cho cái gì đấy. Vậy thì câu này chúng ta sẽ dịch ra sao ạ? Mình sẽ chia câu này làm hai vế ở trước cổ và sau cổ. Thế thì vế trước cổ chúng ta có là 난 나의 눈을 가리고, tức là gì? Tôi này, 나의 눈, mắt của tôi, 가리다 tức là mình che lại, tôi che mắt của tôi lại rồi làm gì? 이 음악에, vào trong cái điệu nhạc này, vào trong cái âm nhạc này, mình làm gì ạ? 몸을 맡기다, mình sẽ phó thác, mình sẽ giao cái mồm của mình vào trong cái âm nhạc. Mồm có nghĩa là gì? Thân thể á. Chúng ta trao thân vào trong âm nhạc thì dịch là gì ạ? Hòa mình vào trong điệu nhạc, đúng không ạ? Vậy thì câu này chúng ta sẽ dịch là tôi che đôi mắt lại và hòa mình vào trong điệu nhạc. Tiếp theo sẽ là gì? 뻔한 리듬을 망치고 사자의 춤을 바치고. Câu này có những từ mới nào nhỉ? Từ gốc ạ, bonada từ gốc có nghĩa là nhàm chán. Tiếp theo, rhythm là từ mượn từ tiếng Anh mà ra giai điệu ạ, rhythm đúng không ạ? Mangchita từ gốc nhé, mangchita nghĩa là phá hủy. Tiếp theo, sacha là sư tử và pachita từ gốc pachita có nghĩa là dâng hiến, tận hiến cái gì đấy. Vậy thì câu này chúng ta dịch như nào? Chúng ta sẽ chia làm hai vế câu ạ. Bằng trước cô chúng ta có Ponad Rhythm. Giai điệu này được bổ nghĩa bởi từ Ponata, tức là cái giai điệu nó rất là nhàm chán ạ. Mình làm gì cái giai điệu nhàm chán? Mang chi cổ, mình sẽ phá hủy cái giai điệu nhàm chán ấy rồi. Sa cha e chum phan chi ta, tức là mình sẽ sa cha e chum, vũ điệu của sư tử đúng không ạ? Chum, vũ điệu của sư tử. Pachita, mình dâng hiến vào trong vũ điệu của sư tử. Ở đây chúng ta không dịch là dâng hiến mình vào trong vũ điệu của sư tử, mà chúng ta có thể dịch là đắm chìm vào trong cái vũ điệu của sư tử, đúng không? Thế thì câu này chúng ta sẽ dịch là phá hủy những giai điệu nhàm chán rồi cùng đắm mình vào trong vũ điệu của sư tử. Tiếp theo chúng ta có câu 이 넓은 황야 속 크고 단단한 씨를 뿌려, đúng không ạ? Chúng ta có những từ mới nào xuất hiện ở đây? 황야, 황야 tức là hoang dã, phiên âm từ tiếng Hán mà ra đúng không? Tiếp theo là 단단한, từ gốc là 단단하다, từ ngày có nghĩa là cứng rắn ạ. Và cụm từ 씨를 뿌리다, nhớ nhá, 씨를 뿌리다 là từ gốc có nghĩa là gieo hạt giống nhé. Chỗ này chúng ta sẽ dịch như nào? Trông có vẻ như là hai vế câu nhưng thực ra nó chỉ là câu một vế và chúng ta sẽ cách ở chỗ này. Đây được gọi là phần trạng ngữ chỉ địa điểm. Chúng ta có từ xúc có nghĩa là bên trong. Bên trong cái gì ạ? Y nói bên hoang dã. Ở bên trong một cái hoang dã rất là rộng lớn. Chúng ta không dịch là hoang dã rộng lớn mà phải có thể dịch thoát ý đi. Hoang dã này. Ở đây có từ hạt giống ấy thì mình sẽ liên tưởng đến cánh gì ạ? Cánh đồng hoang đúng không? Tại cái cánh đồng hoang dã rộng lớn này thì chúng ta làm gì? Khư cô thán 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 xì đứt bù đỏ, đúng không? Cái hạt giống mà nó có tính chất là to và cứng rắn thì mình sẽ bù đi tà nó, mình sẽ gieo nó xuống. Câu này đại khái là chúng ta sẽ gieo hạt giống gì? Chúng ta sẽ gì? Tại cánh đồng hoang này, hãy gieo hạt giống to lớn và mạnh mẽ. Nghe thì rất là giống những người nông dân đang đi trồng cây, gieo lúa đúng không? Nhưng mà không phải. Trên tinh thần nữ quyền của bài hát này thì các bạn sẽ hiểu rằng là những người phụ nữ đang muốn gieo những cái mầm mống của sự tự tin cũng như là cái sức mạnh
vào những cái môi trường hoang vu hoang dã, những cái nơi rất là khó khăn hiểm trở, đúng không ạ? Một cái bài hát khẳng định cái sức mạnh của người phụ nữ. Tiếp theo là 이제 환호의 음을 높여 모두 고개를 올려. Câu này thì có nghĩa có những cái từ mới nào nhỉ? Hoan hô là hoan hô tiếng Hàn luôn đấy ạ. Tiếp theo là ừm là có nghĩa là âm trong tiếng Hàn và dịch là âm thanh. Tiếp theo cụm từ 고개를 올려, từ gốc 고개를 올리다 thì có nghĩa là ngẩng cổ lên. Vậy thì cụm này chúng ta sẽ dịch như thế nào đây? Mình sẽ tiếp tục chia nó làm hai vế câu ngắt ở chỗ 높여 và chúng ta có vế đằng trước 이제 환호의 음을, chúng ta có từ âm thanh của sự hoan hô, tức là tiếng hò reo. 높여, 높여 là nâng cao, dương cao cái gì đó lên, thì chúng ta sẽ dịch đoạn này đó là chúng ta cất cao tiếng reo hò lên. Rồi, tại sao mình dịch là rồi ạ? Bởi vì cái từ 높여 này vốn là viết tắt của 높여서, viết tắt thành 높여, tức là làm việc bên này rồi đến việc bên kia. Thế thì cất cao tiếng hò reo rồi chúng ta làm gì? 모두 고개를 올려, tất cả chúng ta sẽ ngẩng cao đầu lên, tất cả cùng ngẩng cao đầu lên. Vậy thì câu này sẽ có nghĩa là giờ đây hãy cất cao lời reo hò, tất cả ngẩng cao đầu lên nào. Đây là một lời chi hô rất là mạnh mẽ, quyết đoán, đúng không ạ? Tiếp theo sẽ là câu cuối cùng, đúng không ạ? 아무도 길 들인 수 없어 사랑도. Câu này thì có những từ mới gì ạ? 아무도 là không một ai, 길 들이, 길 들이다 tức là thuần hóa, và tình yêu, 사랑, cái này các bạn biết rồi. Thế thì mình sẽ dịch như nào? Chúng ta sẽ chia câu làm hai vế ở chỗ 없어, ở chỗ 없어 các bạn nhé. Thì vế đằng trước của chúng ta có 아무도 길 들인 수 없어, ngữ pháp 을 수 없어 tức là không thể, đúng không? Không thể thuần hóa, không một ai có thể thuần hóa được tôi. Và 사랑도, vế sau 사랑도 nó đang bị khuất đi phần vị ngữ, nhưng các bạn sẽ hiểu rằng là 사랑도 길 들인 수 없어, tức là kể cả tình yêu thì cũng không thuần hóa được tôi. Và câu này chúng ta sẽ dịch là không một thứ gì có thể thuần hóa được ta, kể cả tình yêu. Vậy là thông qua phần dịch sương sương bài hát Lion của G-Idol thì mình mong là các bạn học được những cái từ vựng khá hay cho mình rồi. Những cái động từ mạnh như là phá hủy, dâng hiến hay là đánh đổ, hay là những cái từ định kiến, cánh đồng hoang, hạt giống là những từ mình tin là nó có ích ạ. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like and subscribe kênh YouTube cũng như là fanpage của Trung tâm Tiếng Hàn Shop nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. 안녕.